Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trung Lùn FYI. Hôm nay mình sẽ nói về một bức tranh sơn mài khá thú vị, có kích thước khá lớn và đặc biệt hiện tại đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Bức tranh nằm trong bộ 7 bức tranh được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam. Vậy bức tranh này là của ai? Có giá trị về văn hóa lịch sử như thế nào mà được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam? Các bạn hãy cùng theo dõi video với mình nha. Vườn Xuân Trung Nam Bắc là tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, có kích thước khá lớn, dài 5,4m, rộng 2m. Bức tranh được họa sĩ bắt đầu phác thảo từ năm 1969, khi chiến tranh còn đang ác liệt. Ông bền bỉ giữ mạch cảm xúc vẽ tranh dù các biến cố liên tiếp xảy ra. Vợ ông phải bán dần vóc và son trong nhà để mua từng thiếp vàng để trang trí cho tác phẩm. Ông trải qua một trận tai biến đã khiến sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau 20 năm miệt mài sáng tạo, đến năm 1989, tuyệt tác sơn mài gồm 9 tấm ghép lại ra đời. Đây là tác phẩm có thời gian hoàn thành lâu nhất, có kích thước lớn nhất, tâm huyết nhất của họa sĩ, ứng dụng nhiều đúc kết, tìm tòi, kỹ thuật, sáng tạo trong nghệ thuật sơn mài. Đó là một trong những tác phẩm đề đời và là tác phẩm cuối cùng của bậc thầy sơn mài Việt Nam. Bức tranh được làm bằng chất liệu sơn mài với chủ thể chính của các thiếu nữ trong trang phục truyền thống cổ xưa của ba miền Trung Nam Bắc, cùng với những hoạt động rộn ràng như là đánh đàn, nhảy múa, ca hát, thể hiện sức sống tươi mới giữa mùa xuân trong một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Cạnh đó là hai điều bé như trong tranh dân gian cưỡi con kỳ lân huyền thoại chạy đi chơi, phía sau là ngôi miếu cổ nhỏ nhưng trang nghiêm. Xen với các nét văn hóa truyền thống đó là không khí hiện đại tạo bởi hai nhóm thiếu nữ áo trắng múa quay tròn. Dọc theo hai đường viền bên trái và bên phải của bức tranh là hai câu thơ chữ Hán của nhà văn hóa Đào Duy Từ, tạm dịch là bóng trăng như đèn tỏa sáng trên mặt nước, hương hoa thoang thoảng bay theo gió đưa. Góc dưới cùng bên phải của bức tranh là chữ ký của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Hoàn thành trong suốt 20 năm, do đó không quá khi nói rằng Vườn Xuân Trung Nam Bắc là một tác phẩm tinh túy nhất của danh họa Nguyễn Gia Trí. Mọi thành tựu trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi, tích lũy về sơn mài đều được ông gửi gắm vào đây. Sự tài tình khi phối hợp giữa chất liệu vàng son với vỏ trứng cũng được bậc thầy sơn mài Việt Nam thể hiện nhịp nhàng khéo léo. Cũng như những tác phẩm sơn mài cùng thời, Vườn Xuân Trung Nam Bắc không có nhiều màu sắc mà chủ yếu là đỏ, đen, vàng, trắng. Vậy mà sức hấp dẫn đến ma mị của tác phẩm đủ mạnh để làm lay động những ai đứng trước nó. Nhìn tổng thể bức tranh khiến cho người xem cảm nhận sự sống động của các hoạt động trong tranh. Người xem cảm thấy như mình được trở về miền ký ức với cảnh sắc thiên nhiên đầy sức sống, với vẻ đẹp thiếu nữ dịu dàng. Tất cả đã làm cho bức tranh trở nên hoàn mỹ tuyệt vời. Tác phẩm được sáng tác xuyên suốt trong giai đoạn đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, vì vậy có thể xem bức tranh như nhân chứng đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Về mặt ý nghĩa, bức tranh như lời nguyện cầu thống nhất ba miền Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Năm 1991, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mua lại tác phẩm với giá 100.000 đô la và trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trích ngân sách 100.000 đô la mua kiệt tác này cách đây hơn 2 thập kỷ, một cuộc tranh luận nảy lửa đã xảy ra. Nhiều ý kiến cho rằng đó là việc làm lãng phí không cần thiết, một số tiền quá lớn vào thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn. Tranh cãi chỉ thực sự chấm dứt khi có một nhà sưu tập người Bỉ trả giá 1.000.000 đô la, gấp 10 lần số tiền mua ban đầu để có thể mua lại kiệt tác này. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử và hội họa, ngày 30 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2599 QĐ-TTg công nhận Vườn Xuân Trung Nam Bắc là bảo vật quốc gia trong đợt 2. Hiện tại bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một vài sự cố nhỏ đã xảy ra với bức tranh mà bạn có thể chưa biết. Ngày 20 tháng 8 năm 2018, phía bảo tàng đã trình Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu được vệ sinh bức họa và nhận được chấp thuận 8 ngày sau đó. Tuy nhiên, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã không tham vấn chuyên gia trước khi vệ sinh lại bảo vật quốc gia, mà thuê ông Lưu Minh Phụng, một người không hiểu về nghệ thuật hội họa sơn mài của họa sĩ Nguyễn Gia Trí, nên đã dùng nước rửa chén, bột chu và giấy nhám để thực hiện công việc. Ngày 27 tháng 4 năm 2019, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm do Cục trưởng Vi Kiến Thành đến đánh giá mức độ hư hại của bức tranh. Theo đánh giá cho biết, linh hồn của bức họa đã bị hư hại trên 30%. Có xét về mức độ hư hại vật chất là khoảng 15%. Tình trạng hiện tại của tác phẩm còn khá tốt, màu sắc vẫn còn rất đẹp. Mình có thể cảm nhận được cái hồn và sự to lớn của tác phẩm này khi xem trực tiếp. Bạn nào tò mò có thể xem trực tiếp tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Nguyễn Gia Trí, sinh năm 1908 và mất năm 1993, là một họa sĩ biếm họa nổi tiếng ở Việt Nam. Ông quê ở Trường Yên, Trường Mỹ, Hà Tây. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1936. Ông tổ chức những triển lãm đầu tiên của năm 1939 cho tới năm 1940. Năm 1954, ông chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Năm 1989, họa sĩ Nguyễn Gia Trí được Bộ Văn hóa và Thông tin chính thức công nhận là một trong những họa sĩ đương đại có công trong việc xây dựng nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Ông được truy tặng giải thưởng Thành phố Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Ông là họa sĩ bậc thầy, đi đầu trong việc tạo dựng xu hướng mới của nghệ thuật sơn mài, trong việc tìm tòi, sáng tạo để tạo ra một bảng màu mới và đưa sơn mài Việt Nam lên đỉnh cao với sự kết hợp giữa hai yếu tố văn hóa truyền thống Á Đông của người Việt Nam trên chất liệu sơn ta và phương pháp hội họa Hàn Lâm phương Tây.
Với các chất liệu sơn than, son vàng bạc, vỏ trứng, sơn cánh rán, Nguyễn Gia Trí đã tạo cho tranh Sơn Mài một vẻ đẹp lộng lẫy, một sức hàm chứa ít ai ngờ tới. Ông thường vẽ phụ nữ và phong cảnh, đồng thời có phong cách xây dựng bố cục tranh theo hình thức bình phong, bố trí các hình tượng trên nhiều tấm rời nhau rồi lại ghép lại. Các tác phẩm của họa sĩ được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật tranh Sơn Mài, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ông được mệnh danh là cha đẻ của những bức tranh Sơn Mài tân thời của Việt Nam và là một trong bốn cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam cận đại, với câu vinh danh nhất Trí, nhì Lân, tam Lân, tứ Cẩn. Trí là Nguyễn Gia Trí, Vân là Tô Ngọc Vân, Lân Nguyễn Tường Lân, Cẩn Trần Văn Cẩn. Tranh của Nguyễn Gia Trí được rất nhiều người thích, trong đó các chính khách người Pháp, các tỷ phú Nam Phi và Nam Mỹ, các quan chức trong phủ tổng thống yêu thích, sưu tầm và đặt mua. Các bức tranh của Nguyễn Gia Trí thường được treo ở nhiều biệt thự sang trọng, đem lại một không gian lãng mạn tuyệt vời. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã sáng tác và bán rất nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, ông mong muốn và hy vọng sẽ lưu giữ lại ba bức tranh Sơn Mài khổ lớn trong suốt cuộc đời mình, đó là Hoài Niệm Xứ Bắc, Trìu Tượng, Múa Giấy Trăng, sáng tác từ năm 1968 cho đến năm 1969. Đó là ba bức tranh Sơn Mài khổ lớn được vợ ông Ngô Đình Nhu là bà Trần Lệ Xuân mua tặng Nhật Hoàng. Tuy nhiên, ông đã xin giữ lại ba bức tranh ở trong nước, không cho xuất ra nước ngoài. Hiện tại ba bức tranh đang lưu giữ trong Thư viện Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Gia Trí được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho năm tác phẩm Sơn Mài rất nổi tiếng của ông, đó là Vườn Xuân Trung Nam Bắc, Sơn Mài, sáng tác năm 1969 cho tới năm 1989. Thiếu Nữ Bên Hoa Phù Dung, tranh Sơn Mài, sáng tác vào năm 1944. Cũng trong năm đó là bức tranh Bên Đầm Sen, tranh Sơn Mài. Bức tranh Trong Vườn đã được đấu giá vào tháng 7 năm 2015 của nhà Lara Sati tại Singapore, đạt mức 134.200 đô la, tương đương với 2,2 tỷ đồng Việt Nam. Cảnh Thôn, tranh Sơn Mài được sáng tác vào năm 1939. Ngoài ra, ông còn có rất nhiều tác phẩm cũng rất nổi tiếng mà có thể bạn chưa biết. Nhân tiện mình sẽ giới thiệu luôn. Thiếu Nữ Bên Hồ Gươm, năm 1943 cho tới năm 1944. Những Nàng Tiên, trước năm 1940, chất liệu Sơn Mài. Vườn Xuân, sáng tác từ năm 1943 cho tới năm 1944, chất liệu Sơn Mài, rộng 12m2. Dọc Mùng, tranh Sơn Mài, Lễ Hội Đầu Năm, Những Thiếu Nữ Trong Vườn và còn nhiều tác phẩm khác bạn có thể tìm trên Google. Và đó là những thông tin thú vị về bức tranh Sơn Mài Vườn Xuân Trung Nam Bắc của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Những thông tin này mình tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet, Google, Wikipedia. Nếu có gì sai sót hoặc thiếu sót, các bạn hãy để lại comment cho mình để mọi người cùng biết về nhé. Nhớ like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn.